ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời đưa con vào tình xứ để hiến dâng trọn đời. Đường lên cùng Thánh Chúa huyền linh dịu dàng, lời thánh ca an bình hòa dâng ngã thương cho ông bà. Yes.
Chẳng hạn sát
Lạy Chúa là Cha chi thánh từ mạch nương thánh Tây Chúa đã cho sự sống mới của con Chúa tuôn trào lên trong chúng con. Chúng con xin chúc mừng Chúa bởi nước và thánh thần Chúa đoái thương quy tụ thành một dân riêng. Tất cả những ai đã chịu thánh Tây trong con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúng con xin Chúa ban thánh thần của tình yêu vào lòng chúng con để người giải thoát ban bình an và biến đổi chúng con nên sư giả tin mừng của Chúa. Chúng con xin chúc mừng Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến lãnh nhận ơn tái sinh trong đức tin của hội thánh. Xin Chúa đoái thương chúc lành cho nước này để thánh tẩy các tôi tớ của Chúa để họ được sống muôn đời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, cùng với các người dự tòng, chúng ta tuyên xưng đức tin của bí tích thánh tẩy mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Anh chị em có từng bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từng bỏ những quyến rũ bất chính không? Anh chị em có từng bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Kính mời cùng đoàn ngồi. Đây là phần chính yếu thành sự của bí tích rửa tội. Dòng nước tái sinh tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi,
và biến chúng ta thành những con người mới, những đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong tâm tình thống hối ăn năn, chúng ta hãy xin Chúa thanh tẩy đền thờ tâm hồn của các anh chị em sự tộc này cũng như của mỗi người chúng ta. Ông bà anh chị đã trở nên tạm vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy ông bà anh chị hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để ông bà anh chị được sống muôn đời. Amen. Chiếc áo trắng tinh sạch là y phục của ngày hôn lễ. Mỗi người chúng ta đều được Cha trên trời mời vào sự tiệc cưới nước trời. Đó là ngày hân hoan khi mỗi người trong tình trạng trong sạch, không vương tội lỗi, được gặp gỡ đấng cứu chuộc của mình. Giờ đây, linh mục chủ tế cầm chiếc khăn trắng chạm vào người tân tẩm, làm dấu hiệu nhắc nhở rằng anh chị em đã được tẩy sạch mọi dấu vết tội lỗi, thì hãy giữ sao cho tâm hồn mình luôn được tinh sạch để xứng đáng bước vào dự tiệc vui muôn đời. Linh mục chủ sự trao cho người đỡ đầu một cây nến thắp sáng từ ngọn nến phục sinh để người đỡ đầu trao lại cho người tân tẩm. Đây là dấu chỉ nhắc nhủ người đỡ đầu có bổn phận chăm lo và làm gương sáng cho con đỡ đầu. Rồi đến lượt anh chị em tân tẩm đã được liên kết với Đức Kitô là ánh sáng của Thiên Chúa cũng phải chiếu sáng gương yêu thương phục vụ như Ngài trong suốt cuộc sống trần gian của mình. Tiếp theo là phần cử hành bí tích thêm sức. Kính mời anh chị em đã nhận bí tích thêm sức tiến lên. Kính mời ông bà anh chị đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô. Ông bà anh chị hãy luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin, để khi Chúa đến, ông bà anh chị xứng đáng ra tiếng nói người với toàn thể các thánh trên trời. Amen. Kính mời. Ông bà anh chị đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và
dân tư tế của người. Giờ đây ông bà anh chị còn phải đánh nhận Chúa Thánh Thần đã được xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban cho Thánh Thần cho các tông đồ ngày lễ cuối tuần. Chính các tông đồ và những đấng kế vị lại ban cho những người đã chịu Thánh Thần. Vậy ông bà anh chị cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, ông bà anh chị làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Còn anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đói thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên các người tân tộc này, để Chúa Thánh Thần dùng ơn huệ dồi dào của người làm cho các người tân tộc này nên vững mạnh và được sức giàu để nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần. Khi giải thoát họ khỏi tội lỗi thì lạy Chúa xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này, xin ban cho những người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biến và đạo đức. Xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa nhờ Kitô Chúa chúng con. Kính mời cùng đoàn thờ. Được quyền quyền của Đức Giám Mục, đấng kế vị các thành tông đồ, Cha chủ sự giờ đây ban bí tích thêm sức cho các tân tộc. Sau khi giơ tay trên những người tân tộc mà đọc lời khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên họ, Cha chủ sự lấy dầu thành sức hình thánh giá trên trang người tân tộc, làm dấu chỉ rằng ân tín Chúa Thánh Thần được khắc ghi trong linh hồn họ, rồi với cái vả nhẹ trên má dấu chỉ tình thương âu yếm của Thiên Chúa, khích lệ người tân tông đồ của Chúa Kitô lên đường sống chứng nhân. Nghi thức khai tông Kitô giáo đã kết thúc, mời anh chị em về chỗ. Kính mời cộng đoàn cùng đứng dâng lời nguyện chung. Lời con ta cho đời con.
Chúa nâng niu, gìn giữ luôn đêm ngày.